Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay mình có một tựa game Fairy Tail rất là đặc biệt. Đây là tựa game Fairy Tail trên điện thoại có tiếng Việt nha. Và các bạn có thể tải một cách dễ dàng trên CH Play. Tựa game được mang tên là Hỏa Long Pháp Sư. Các bạn lên CH Play chỉ cần gõ Hỏa Long Pháp Sư thì sẽ tìm ra ngay lập tức. Thì đến này mình thấy hình như đây là tựa game Fairy Tail trên điện thoại mà có tiếng Việt duy nhất trên trên CH Play á. Và tựa game này thực ra chỉ là cái bản Việt hóa từ một tựa game của Trung Quốc thôi, mà mình đã từng chơi cái bản Trung Quốc rồi, và trên kênh của mình cũng đã có một video về về cái tựa game này, nhưng mà hôm nay nó ra bản tiếng Việt thì nó mới ra mắt ngày 25 tháng 11 vừa qua luôn á, nên mình tải về mình chơi thử như thế nào. Thì mình tải về chơi thử thì cơ bản đây vẫn chỉ là một tựa game chiến đấu theo bài theo lượt thôi, nhưng nó có đồ họa khá là, nó là 2D đúng chuẩn của manga anime luôn á. Và giống như các tựa game làm từ truyện tranh á, thì nó sẽ có một phần chơi dựa trên cốt truyện của truyện tranh, và nó phần mở đầu y chang như trong manga luôn nha, là cái đoạn mà Natsu gặp được Lucy á, rồi đánh 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 cái thằng giả dạng thành viên Fairy Tail, sau đó đưa Lucy trở về Fairy Tail á. Đây là vào game đang ở ải thứ nhất nha. Thì về đội hình của đội gia sang của game á, thì các bạn sẽ có bốn thẻ chính gia sang và bốn thẻ phụ trợ tối đa nha, tối đa là bốn thẻ chính và bốn thẻ phụ trợ. Đây là điều rất đặc biệt nha, bình thường á, cái tựa game thẻ bài nó sẽ có đội hình thẻ chính thôi, có nhiều thẻ là ra như thẻ thường là 5-6 thẻ là chuẩn, còn này là chỉ có bốn thẻ chính và bốn thẻ phụ trợ thôi nha. Và tất nhiên là sẽ có lượt khóa lại các vị trí á, thì các bạn sẽ lên cấp cao để mở mở khóa các vị trí thì mới có thể được đưa ra full đội hình bốn thẻ chính bốn thẻ phụ. Và đây là một điều đặc biệt cho các bạn, đây là các code có những người chơi mới nha, code cho những người chơi mới để nhận các phần quà. Đây bên khung bên này là code nha, và khi các bạn vào game á, lần đầu tiên vào game á, sẽ hiện lên bản thông báo có một giải code nữa, các bạn tập hợp lại các giải code đó và các bạn điền vào để nhận quà nha. Giống như mình đang điền, các bạn nhấn vào phần avatar, sau đó các bạn chọn get code và các bạn nhấn. Lưu ý là các bạn phải đánh đúng là phải viết khoa hết rồi, đúng y chang như cái mã code luôn, phải viết khoa toàn bộ đó. Thôi bạn vẽ, các bạn nhập thì nó mới ra nha, phải viết khoa toàn bộ các code nha. Các code này hiện tại vẫn đang đang có hiệu lực nha, các bạn nhanh chóng tải game về, tạo tài khoản và nhập code. Đây là hệ thống chiêu mộ, thì đối với tài khoản mới á, thì sẽ có một phúc lợi, đó là 10 lượt khẽ đầu sẽ chắc chắn ra được một khẽ bậc S, và thẻ 10 lượt khẽ tiếp theo sẽ chắc chắn ra được một khẽ bậc S là bậc khẽ cao nhất của game. Thì bậc khẽ của game á, thì cao nhất là bậc S, bậc S rồi bậc B, bậc A, bậc B, bậc B thấp nhất. Đấy, 10 lượt khẽ đầu tiên chắc chắn các bạn sẽ được một bậc bậc S. Giống mình mở ra gây á, còn Natsu là có thể nó tặng nha. Các bạn cũng có thể đang có chương trình nạp bất kỳ á, sẽ nhận được laser ám lôi laser. Thì cái thẻ này là bậc S thôi, nhưng mà nhiều bạn đánh giá trên group của em á, nhiều bạn đánh giá cái thẻ đây nào, cái thẻ ám lôi laser nè, laser nè, được đánh giá là khoảng hơn sức mạnh của nó còn hơn nhiều thẻ bạc hết luôn á, ám lôi laser á. Các bạn phải nhớ lưu ý một điều là laser có hai dạng thẻ nha, một thẻ là tóc vàng, một thẻ là tóc đen nha. Và cái thẻ tóc đen là cái thẻ nạp lần đầu mới có thì mới là thẻ mạnh nha, còn thẻ tóc vàng thì nhiều bạn nói là khá yếu, không mạnh bằng thôi, không mạnh bằng nha. Các bạn cũng có thì cái tựa game này mình đánh giá thì cũng là tựa game thẻ bài theo lượt thôi, và giống như cái bản Trung Quốc mình đã từng chơi thôi. Nhưng cái này có một điểm ưu điểm, đó là đồ họa, nó về ưu điểm của game này á, mình nó phải đánh giá là đồ họa đúng chuẩn anime. Thứ hai là lối chơi đơn giản, cái nữa đó là nó có cộng đồng người chơi tiếng Việt nha, người chơi Việt. Các bạn có thể lên trên group trên Facebook á, có cái group chính thức của cái tựa game này Hỏa Long Pháp Sư nha, thì có cộng đồng chơi người Việt thì các bạn chơi sẽ vui hơn, và cái đó sẽ có người hướng dẫn các bạn chơi
nâng cấp thẻ như thế nào, thẻ nào mạnh, thẻ nào yếu, cái kinh nghiệm chơi người ta chia sẻ lại cho các bạn, thì các bạn chơi sẽ có hiệu quả hơn hơn là các bạn chơi một cách lung tung, cứ nâng con này con kia thì phải nói mắc mắc bạn sẽ rất là dễ mắc tài nguyên nha, hao tốn tài nguyên một cách không 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 cần thiết á, thì lúc đó các bạn sẽ bị thọt yếu hơn các nước khác. Kana bạc A đá ánh sáng à, các bạn khi chiêu mộ bằng có hai cách chiêu mộ, một là bạn dùng chìa khóa, hai là dùng thư mời á. Bạn chiêu mộ bằng thư mời sẽ nhận về đá ánh sáng, cái đá ánh sáng này rất là quý nha, bạn nhớ cái đá ánh sáng rất là quý, không được xài tùy tiện nha, phải giữ lại tích tích cái đá ánh sáng, cái đá ánh sáng lại khi nào đủ 50 viên các bạn sẽ có thể đổi được cái gương bạc thẻ đó đó, nên cái đá ánh sáng này rất là quý, đừng có tiêu bừa bãi. Treo máy nhận 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 kinh nghiệm, treo máy nhận kinh nghiệm đây đâu, chế độ khá hay của game nha, bạn không chơi game thì cứ thoát ra vậy đó, nó sẽ tự động treo máy và tự động nhận về kinh nghiệm, khi bạn vào game bạn có thể nhận kinh nghiệm. Người cách trước các bạn có thể thấy ở ở dưới góc góc dưới bên tay phải á có ba cái nút á, thì ấn vào cái hình mà hình tiêu tính là tự động đánh, còn nếu bạn không thích thì bạn thì tự động điều khiển ra chiêu như thế nào, nhưng mà bình thường là mình để tự động đánh thôi. Và cái chỗ nhân 3 là chế độ tăng tốc độ trận đấu, nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 3 là tối đa nha, thì tất nhiên các bạn nên để nhân 3 rồi cho nó trận đánh nó cái nó nhanh nhanh kết thúc. Và đây là cái chế độ khu vườn trên mây, khiêu chiến với các khiêu chiến với các ải trên mây nha, thì phần thưởng thu về của bạn có thể là kim cương, kinh kim kim cương nè, thẻ huấn luyện và có thể là thư mời vàng hoàng kim nữa. Thư mời hoàng kim rất là quý nha các bạn, thu thập được 10 cái thư mời thì các bạn sẽ thấy quay quay cái thư mời hoàng kim đó, và các bạn chắc chắn có thể nhận được một pháp sư ít nhất là bậc S, và có thể khả năng nhận được bậc S nữa, nhưng mà tối thiểu cái thư mời hoàng kim nó sẽ mang về các bạn là bậc S đó. Đây là chế độ thách đấu, đấu server đấu với các tài khoản khác trong server của bạn để quyết định thứ hạng của server trong server đó. Thứ hạng càng cao thì phần thưởng nhận về hàng ngày của các bạn sẽ càng cao nha. Cũng giống như nhiều tựa game tẻ bài khác thôi. Mỗi ngày các bạn sẽ chỉ có 5 lượt thách đấu thôi. 5 lượt thách đấu vậy các bạn muốn 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 thách đấu nhiều hơn á, các bạn sẽ phải dùng 100 kim cương để mua 5 lượt thách đấu. Và mỗi ngày cũng chỉ mua được một lần thôi. Nói chung đây là một game cũng đáng chơi. Đáng chơi nha. Đặc biệt đối với các bạn fan Fairy Tail thì các bạn nên chơi nha. Như mình là một fan của Fairy Tail. Mình đang chơi song song trò Hỏa Long Pháp Sư này và cho Endless Adventure mà mình đã review trước đó đó, và sau này sẽ ra thêm cái Fairy Tail Fighting nữa, và lúc đó chắc là mình sẽ chơi cùng lúc ba tựa game Fairy Tail luôn trên điện thoại nha, ba tựa game Fairy Tail trên điện thoại đó là Hỏa Long Pháp Sư này, Fairy Tail Endless Adventure và Fairy Tail Fighting. Đây là cái shop ánh sáng hồi nãy mình nói với các bạn á, và theo một số lời khuyên thì các bạn nên mua cái hộp số 4 nha, lời khuyên của những người trên group á, các bạn nên mua cái hộp số 4. Là cái hộp số 4 đó là các thẻ bật ở đó hướng về công á, hướng về hướng tấn công á. Đây. Sau 20 lượt chắc chắn các bạn sẽ được một thẻ ở đó, mà mình vừa mở được Hades nè. Hades nha, Hades thì thiên về phòng ngự. Theo những người chơi trên group á thì Hades kết hợp với Makalov á, Hades có thể kết hợp với Makarov để tạo thành bộ đôi phòng ngự mạnh của team. Có thẻ bạc ở đó rồi thì dồn hết tài nguyên cho thẻ ở đó.
Đây mình đang tới ải thứ ba. Đưa hai đất vô. Về chế độ nâng sao, tăng sao nha. Thì từ 4 sao lên 5 sao thì cần 4 4 thẻ 4 sao. Từ 5 sao lên 6 sao thì cần 5 thẻ 5 sao, cứ như vậy thôi. Tới tới. Về chế độ thức tỉnh. Sẽ có các thẻ là thẻ gọi là thẻ thức tỉnh nha. Tức là tạo ra thêm năng lực, kích hoạt năng lực thêm cái năng lực của cái thẻ đó. Tuy nhiên là mình dồn vô Hades rồi. Còn cái gây giờ nãy là tại vì nó bắt buộc hướng dẫn nó nên phải làm thôi, chứ thực ra phải dồn vô Hades. Rồi đánh một trận tiếp. Sao cái tựa game Fairy Tail Fighting lâu ra quá. Đợi mãi. Thời game này thì mình chơi chơi bản Trung Quốc rồi thì đâu có chơi bản Trung Quốc thì nó lắc lắm. Tại server nước ngoài mà. Các bạn có thể dùng kim cương để mua 10 vé, còn vàng phải mua 10 vé nha. Thì 10 vé sẽ là 2.500. Hơi bị chua. Đấy, 5.000 kim cương không được cái gì hết. Được có một thẻ mặt ớt. Nói chung đây là một game cũng hay. Cho bạn fan Fairy Tail nha. Các bạn tải về chơi, các bạn lên Shark Play á. Cứ gọi Hà Long Pháp Sư là ra. Bye bye.